Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị ở đây hai căn nhà được thiết kế và xây dựng mới nhất thuộc Hà Đông, và thiết kế của nó rất chi là hợp lý, 30m xây 5 tầng mà giá chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút thôi. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn bởi vì nhà toàn bộ là xây mới, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, hỗ trợ khách hàng vay ngân hàng. Ở đây ngõ trước nhà thực tế mọi người có thể nhìn này. Ở đây ngõ trước nhà thực tế khoảng tầm được 2m2, cách với lại 50m là ra tới đường ô tô đi được, và cũng cách với lại 10m cách một nhà là ra tới trục ngõ thông. Vị trí cụ thể thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và với cái ngôi nhà này thì hướng nhà là hướng đông nam, thông số nhà như sau: hướng đông nam mặt tiền 3m, chiều dài 10m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, 3 phòng ngủ, rất là thoáng. Hướng đông nam thì rất nhiều khách hàng rất là thích bởi vì nó rất là mát về mùa hè và ấm vào mùa đông. Và với cái thiết kế xây dựng của ngôi nhà thì phần mặt tiền là chủ nhà thiết kế cho chúng ta là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện và bên trong là cửa gỗ kính. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào với 5 tầng xây mới. Trước khi đi vào cụ thể ngôi nhà thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ một chút về cái phần vị trí. Vị trí của ngôi nhà này gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn. Phường Yên Nghĩa là một trong những phường thuộc quận Hà Đông mà nó còn nhiều quỹ đất nhất, cho nên rất nhiều cái khách hàng hỏi Ngọc Ánh rằng thấy Ngọc Ánh quay rất nhiều ở phường Yên Nghĩa bởi vì quỹ đất của nó còn nhiều, cho nên xây dựng chủ đầu tư mới vào đây là đầu tư rất là nhiều mọi người ạ. Còn đâu thì tất cả những cái phường còn lại, ví dụ như phường Văn Quán, Mẫu Lao, thỉnh thoảng mới có một hai cái vị trí mà Ngọc Ánh quay được cho quý vị thì chỉ có quay lên và vài ngày hôm sau là đã bán rồi. Còn ở phường Yên Nghĩa thì cái quỹ đất của nó nhiều hơn, cho nên cũng chả nhà nào giống nhà nào đâu mọi người ạ. Và cái giá bán thì cũng không có cái giá niêm yết, nó là phụ thuộc vào cái vị trí, đường hướng, ngõ nông, ngõ sâu, nó quyết định lên cái giá thành. Và sau đây quay trở lại với ngôi nhà thì Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà với không gian phòng khách vừa mới hoàn thiện. Nói chung vào cái nhà này là còn nguyên mùi sơn mới mọi người ạ. Vừa mới lau dọn vệ sinh công nghiệp xong thì ngoài đến quay và gửi review cho quý vị ngay lập tức. Với phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Phòng khách thì thiết kế ở đây là gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần, chủ nhà lắp đặt đầy đủ. Cửa thì thiết kế hai lớp cửa, đây là phần phòng khách, chủ nhà thiết kế cho đầy đủ trần phao. Cũng như ở đây là chủ nhà dán cho chúng ta hai bức tranh, giấy dán tường Hàn Quốc thôi. Theo độ bền của nó cũng tương đối là lâu, còn quý khách hàng nào về mà không thích thì có thể thay đổi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước thì đều đã được lắp đặt đầy đủ theo đúng như hiện trạng là quý vị dọn về ở ngay. Với cái phần không gian phòng khách thiết kế tương đối là hợp lý thôi mọi người ạ. Còn nếu như để tuyệt đối thì thực ra tâm lý khách hàng mỗi người mỗi khác, cái nhu cầu sử dụng của mỗi người mỗi khác. Đa phần bây giờ khách phải thích là 50m, mặt tiền 5m, dài 10 cơ. Nhưng mà với những cái ngôi nhà như này thì nó đáp ứng cái giá trị sử dụng và cái tầm tiền tới tay khách hàng nó là vừa phải. Cho nên quý khách hàng nào cảm thấy ngôi nhà Ngọc Ánh đang quay phù hợp với vị trí đi lại, phù hợp với công năng sử dụng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp để Nhà Tốt có thể tư vấn, hỗ trợ được quý khách hàng đi xem và chọn lựa được những ngôi nhà ưng ý nhất. Tại thời điểm này, hiện tại giá nhà đang rất là hợp lý rồi mọi người ạ. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp, chủ nhà hoàn thiện rất là chỉn chu. Thực ra rất nhiều quý khách hàng hỏi với cái nhà giá rẻ như thế, liệu chất lượng xây dựng, rồi liệu cái phần hoàn thiện cơ bản nội thất có ok hay không, thì mọi người hiện tại, mọi người đang có thể nhìn bằng mắt của anh review. Còn nếu như mọi người muốn đến xem thực tế thì sờ bằng tay, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em. Còn đâu thì nhà có sao quay review cho quý vị là như vậy. Đường, hướng, vị trí, giá bán đều rất là chuẩn chỉnh, không báo chênh so với chủ đầu tư dù là 1.000, mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, phần tủ bếp thiết kế đầy đủ xong hết rồi. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện đều lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Với cái phần phòng bếp đây mọi người ạ, đây chủ nhà có thiết kế thêm một cái ô thoáng phần sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây để lấy ánh sáng trong cái phần phòng bếp. Ngoài ra đây thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng phòng vệ sinh dưới tầng 1 đây. Bồn cầu vòi xịt, máy bơm, thiết kế tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách, cửa chính ở đây. Chủ nhà lắp cho quý vị một kệ gỗ. Đây.
nói chung là hợp lý, tương đối thôi. Và vị trí này thì phù hợp cho bác nào đi làm ở đâu ạ? Đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, đi làm ở Hoài Đức và đi làm theo tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, Tố Hữu mọi người nhé. Phạm vi bán kính từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới Nguyễn Xiển thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 km, mà đi lên tới ngã tư Sở thì nó khoảng tầm 12 km. Cho nên nếu như mà bác nào mà có thể cân đo đong đếm quãng đường cảm thấy phù hợp thì đi xem. Chứ còn mọi người đừng chê trách rằng là cái giá này nó quá là xa trung tâm. Không phải, nó sẽ phù hợp với từng đối tượng khách hàng đi làm ở đâu. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên. Và ngay từ đầu Ngọc Ánh chia sẻ ở phía dưới video, nhà thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ, tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Và đây Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Thì tầng 2 thiết kế giống như tầng 3 và tầng 4. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master, nhà phòng vệ sinh ở phía bên trong. Cửa sổ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên, hiện tại đây mọi người có thể nhìn thực tế. Hướng nhà đông nam thì buổi sáng nó hơi nắng một chút, nhưng mà tuy nhiên buổi chiều thì nó mát hơn. Và với cái thiết kế cửa ở đây thì hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa inox đây mọi người này. Đấy, hiện tại mọi người đang được nhìn bằng mắt và Ngọc Ánh quay review rất chuẩn từ tầng 1 cho tới lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Dưới chân Ngọc Ánh là sàn gỗ, ở bên trên thì thiết kế đèn led, hệ thống trần thạch cao, chiếu sáng, hồ sơ điện, nước, xong. Đây là phần phòng ngủ tầng 2, vuông vắn, nhỏ nhắn, hợp lý. Không dám nói với mọi người là quá rộng, bởi vì 30m thiết kế một tầng một phòng thì nó không thể nào mà rộng bằng 50m được. Tuy nhiên với một tầng một phòng thì thiết kế rất là hợp lý. 50m mà chia cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa thì hai phòng ngủ hai bên cũng không thể rộng bằng một phòng 30m mà thiết kế mỗi một tầng một phòng được đó mọi người ạ. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ ở phía tầng 2, rất là rộng đây. Và được cái phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Rồi là thiết kế hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá cho quý vị. Với một cái ngôi nhà chỉ hơn 2 tỷ cả nhà và đất mà những cái dụng cụ thiết bị vệ sinh này đấy, những cái phần hoàn thiện lên đều rất là chuẩn chỉnh mọi người nhá. Không dùng đồ đểu quá đâu mọi người ạ, nó nằm ở phân khúc tầm trung đó. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và phòng ngủ thiết kế toàn bộ cho quý vị là cửa gỗ. Đấy, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đây, trên phía tầng 3 thiết kế ban công mở thoáng ra phía bên ngoài. Với vị trí ngôi nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh chợ, trường, phường trạm, tiện ích đầy đủ. Trên tầng 3 cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Đấy, thoáng, sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao. Trên phía tầng 3 thì không thiết kế trần phào giấy dán tường nữa mọi người ạ, đơn giản thôi. Phòng vệ sinh tương tự như tầng 2, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng công năng cho từng tầng, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ. Đây, cửa nhà vệ sinh rất là bền. Đây, cửa phòng ngủ. Mọi người ạ, Ngọc Ánh vừa mới xem lại ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây là cửa nhựa lõi thép, tuy nhiên thì nó rất là giống với lại cái cửa gỗ mọi người ạ, cho nên bị nhầm một chút. Và ở cái đây, đặc biệt hơn với cái ngôi nhà này ấy, đặc biệt nhé mọi người nhá, Ngọc Ánh đang quay căn này gần như là căn đầu tiên trong tất cả những video của Ngọc Ánh là chủ nhà thiết kế phòng ngủ, cửa phòng ngủ mọi người ạ, không phải là phòng cửa chính nhá. Cửa phòng ngủ tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều thiết kế đây là cửa vân, đây mọi người có thể nhìn này, cửa mật khẩu vân tay mọi người nhá. Đấy, phòng ngủ không cần phải khóa, rất là hợp lý. Đó, này, đây là video đầu tiên Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại. Đầu tiên cho quý vị là một cái cửa phòng với cái căn nhà chỉ hơn 2 tỷ thôi mà cửa phòng ngủ, tất cả các cửa phòng ngủ đều được thiết kế là cửa vân tay. Mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bởi vì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ tương tự như thế này. Vậy thì tầng còn lại thiết kế ra sao, tầng cuối cùng của ngôi nhà? Và ngoài đang đứng ở đây, cầu thang lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà.
Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị đây là phần phòng thờ. Đây, hợp lý mọi người ạ. Vậy sau này nếu như quý vị nào mà cảm thấy ở đây không an toàn thì quý vị có thể lắp cho Hà Ngọc Ánh một cái vách gỗ ở đây lên trên tới trần, vừa kín vừa đẹp. Và phần còn lại, sân phơi tương đối rộng và mọi người có thể nhìn ngắm xung quanh. Vị trí giao thông, đường xá, sinh hoạt Ngọc Ánh đều chia sẻ. Từ vị trí ngôi nhà này cách với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương chỉ tầm 1,5 km, xung quanh tiện ích ngập tràn, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông. Nhấn mạnh lại rồi, mọi người mà ở tận nếu như mọi người mà ở tận Long Biên rồi Gia Lâm thì không khuyến khích nhà ở đây. Chia sẻ thật với mọi người thế, bởi vì nó quá xa, nó sẽ phù hợp với bác nào đi làm ở xung quanh đây thôi. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.